Tuấn Linh check check cao mày. Tôi á? Kinh lắm. Vì Tôi ông nhìn chả hai chơi bên nhá. những lát nào. Thôi tôi À check thôi để cao tôi nhau. check check cao nào. Không, không. Thằng cạn đấy đi, tôi sợ lắm rồi. Janitor là Janitor. gì? Không, tôi Sao con làm cận đánh luôn? Chết. gì Janitor. tất cả đều là janitor à? Sao như nhau ấy Không, đến nay có mà. nhỉ? Thế là như nào? Tôi là Nightcore mà. Tôi là janitor à? Tôi Janitor rồi. Check the key in the office. Từ từ, đừng nghe điện thoại vội nha. Không bắt buộc phải Nghe điện nghe. thoại. Từ À. từ đã. Nghe điện thoại là nó bắt đầu game. Nhưng mà vào lộn. Thôi, vào trong này là bắt đầu game. Nhìn Foxy nhá. Không xỉ cắp nào. Ông không nhìn Ông làm có cái dẹp cảm nào giác chết thế đâu. đấy. Chả có cái dẹp nào cơ. Đâu tôi xem. Xem đi. Oxy là Xem mà. quế hành lang bên trái ấy. Quế hành lang bên trái là ở phía bên K10 trái ấy. luôn. 110 á. 110. Ơ mấy ông bật đèn đâu ấy, xem đèn đâu ấy. Chiếc đèn Đèn đâu ấy. đây. Hay cái. Cái gì cơ? Cam 3 có ấy nhá. Cam bên trái có con Bonnie nhá. Sợ thế. Bonnie đi rồi. Ui nó ngay đây Ui làm à. con cam Nó ngay 2, sau con đi lưng ông qua bên à. trái. Ê, Bonnie Một ngay A sau lẫn lưng này. một bốn mà có gì thì bảo để đóng cửa luôn này. Bonnie ngay sau lưng này. Cam 10 là cam nào? Ê, nói đây ai nói này, Bonnie à. Oh, à kìa. Mày. Ê, mãi nó không đi. Nó là cam 1 xây chứ Linh. Cái gì Tại tôi cam phải 10, cam 10 cam nào? Chica ở bên phải cái nhá. cam bên xỉ. Ừ, là 1 xây. Nhưng mà sao nhìn được không? Sao nhìn được con Foxy? Phải nhìn nó, không nhìn thì chết. Nhìn như nào? À Nhìn đây thấy nó nó rồi. nhìn trên cam hơn. Foxy đi nhá. Nghĩa ơi, dễ cực. Hả? Nó ông bật đèn mà nó có tiếng ui, thì đóng cửa thế thôi. Nếu bật đèn thì tốn điện. Phải Foxy bật bắt buộc mà. chưa đi. Oni, I am balloon. Làm Đóng gì cửa. có Balloon. nó cười à, nghe tiếng nó cười à. Chica với là cam 7. 4A 4B có gì không? Không. Vẫn thấy bóng Foxy. Bonnie là ở cam 3 nhá. Bonnie ở bên trái. Kỳ Tôi đấy. canh Bonnie. Gì đấy? Hát Ôi đi đây. Foxy, Foxy. Cái Foxy ấy. Nó mà chạy vào đây là ông là cả lũ chết hết đấy. Hát tung tâm. Ui. Cái gì đây? Tự nhiên bị con Freddy nó. Im đây ấy nhỉ. Pony vẫn cam 3, Chica cũng cam 7. 27% Foxy vẫn hai là con đấy không cần nhìn đâu, hai con đấy nhìn qua cửa sổ thôi, không cần nhìn cam. tiếng gì á, tiếng gì đập Ê có cửa. con gì kìa, Phát sao đi, có con đừng đi phát rồi, đi. Con đừng phát con đi đi. con đường phát đi rồi. The Cái này fuck? Làm thằng sao rồi? cạn 22 phải hai là con đừng thằng phát giải đi quyết. rồi. Zombat Perish rồi. The fuck? Chết Cái hết rồi. Chết hết. này Sao cái con này đừng phát đi ở đây? thằng cạn phải giải quyết. Everyone die. Sao lại thế? Ông không Khi đọc à? nào? Nó ghi ông không thấy nốt à? Nó ghi là cứ hiện Golden Freddy là phải
bật cam đi, tắt đi. Tắt được Đây. mà, tôi tắt được đâu. Ông là thằng Tôi bật cam ấy. tắt cam phát, tôi bật lên phát thấy có đường đi trên luôn. Thì ấy, bật lên tắt tiếp. Không tắt được. Để flash hai đi. Để flash cho hai tí, đi. Cho tí, cho tí. Sao không tắt được? Ông Fred đi đồ hiện lên xong rồi chả nhìn thấy được cái gì. Không phải đâu. Nó đứng ngồi ngay cạnh thằng cạn luôn. Sao thằng cạn kiểu chết luôn. Không phải ngồi cạnh mà nó ở trong cam. Không phải nó trong cam, nó ngồi ngay cạnh ông ấy. Nó ngồi ngay cạnh ông ấy, người nó ngay cạnh ông ấy. Sao không ai Phải. bảo tôi đang bảy nhìn bên ngoài nhưng đấy nhìn ở Nhìn trong phòng tôi đâu. quay ra phát nhìn thấy thằng cạn ngồi ngay cạnh thằng con Golden Freddy không rồi hiện lên. Tôi chưa kịp nói gì rồi. Chết tôi hết cả lũ luôn. Tôi đang kiểu đây là Golden thời đằng nào nói cũng chả kịp thế, tôi chả nói. Thằng cạn kiểu nhìn Tính cam ra bật mãi là cam chết. ra nhìn nhìn cam là nó tốn pin lắm. Rồi. Tính ra bật cam ra. Cái này nhá, cái này phải chia ra. Cái này hơi căng. Thằng thằng nào muốn là thằng ở giữa. Nữa thì phải đeo mặt nạ. Thằng nào chả phải đeo mặt nạ. Tao phải đeo mặt nạ. Bây giờ nhá, thằng ở giữa giữa sẽ là thằng bắn chiếu chiếu flashlight trước mặt với cả Vào luôn. quay phải cứt với cả quay hộp nhạc. Không quay hộp nhạc Hộp là nhạc, chết sạch ấy, chết sạch cả lũ đấy. nay một thì đến 2 giờ nó mới quay. Nay một đến 2 Ê, giờ thằng nó cạn đấy, nó mới ấy. biết thì phải nha, biết thì cánh Phải nha. nay cắt vậy. Ơ sao không Stand by. PC. Ôi. Biết rồi, sao bọn chuột tôi nó lại đứng ở giữa này. À đây được à? PC em mobile là Đi. PC. Sao chỗ này Đi frame ơi rate này. thấp nhỉ? Ơ bỏ mũ kiểu gì? Tháo đội mũ đây. Ông đang đợi mũ ấy. Bỏ ra kiểu gì? Ồ kìa, em con bò ấy. Bỏ ra kiểu gì? Không biết bấm EQ gì đấy Đang mà. spam ấy, đang spam vào bường nút đây. Có được đâu. À, À, đấy vừa space, bỏ đây. space, space, space. Ok. Hay đấy. Bây giờ nha, thầy một thằng báo. Đây là Mango này. Bây giờ một thằng báo là có trong ven có người thì phải thì sẽ đội thì Đâu đây? có người trong ven thì sẽ đội mũ luôn ngay lập tức. Đi Khỏi đường này. tham quan nữa. Thấy chỗ tối đen này không? Chỗ ấy kinh Có gì? cực. Mày không có thế. nhưng mà đích nói biết là tại sao. Chỗ này kinh cực. Ai lại spoil? Chỗ này Mẹ nói đi kinh để cực con biết. xong rồi. Ôi, Ồ. Puppet kìa. Cái chỗ cái phòng đâu? Đi tham quan đã. Mình vừa vào đâu nhỉ? Balloon kìa. Đây, Bloom Boy đây. Balloon này. Nhà vệ Đây nhảy sinh à? sinh. Má phải to thế. Má mày to mà. À đây rồi, đây rồi. Đi thẳng trước mặt là đến phòng mình. Đừng đừng đi nhá. Ok. Nhìn là biết. Đấy thấy nó đóng cửa không? Đừng vào, không vội. Và là bắt đầu luôn đấy. Vào mẹ đi. Cái chỗ vừa xong là chỗ chỗ mấy con mắc khỏe. Mình có mắc khỏe. Bắp Mấy à? con từ thời trước. Từ thời phần 1. Vào nha. Mẹ giật cá mình ạ. Ok, tôi check bên trái. Thế đèn đằng trước không?
Đèn đằng trước chỉ cần chiếu thôi, không cần. Bên trái có con gì là lập tức đấy luôn à? Lập Nó tức đeo vào luôn à? cả lũ đeo vào luôn. Ê, quay hộp nhạc ở đâu ấy? Ê, cái game này nó làm xấu thật đấy. Ông đùa tôi, Roblox. Thế này là hay rồi. Nhân tính làm cái khác rồi. Tắt tôi đi. Rồi được rồi. Anh cạn, thỉnh thoảng bỏ cam vào nhá, không mà tốn nhiều điện lắm ấy. Không tốn đâu. Tôi nghĩ cảm giác thằng cạn sẽ chết, sẽ làm cho cả lũ chết. Khó nhìn thế. À, tôi nghĩ là Janitor là được đi khắp nơi hay sao ấy. Tôi nghĩ game này không phải Wow. chỉ ngồi riêng ở đây đâu. Thì nó làm cả map này. Tất nhiên rồi. Nhạc ở đâu ấy? Cái nhạc đâu ấy? Không biết. Yêu ơi. Động tĩnh gì để báo luôn nha. Mà có phải ba con ở đâu nhỉ? Chả thấy đâu cơ. Đi hết rồi sao? Không, đúng một con phải đi thôi. Từ từ đầu đến giờ rồi cơ. Freddy không đi đâu. Nay buồn nó không đi. Mấy giờ rồi? Không biết. Ông là thằng cam đấy. Đừng có hỏi kiểu đấy. 1 giờ Cái sáng. thằng đứng 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 sau bàn thì ông đứng ở ngoài này. còn gì nữa, đứng ở ngoài mới nhìn thấy được vào trong ven nhé. Thật Fuck, không win up được là thế nào? À đây rồi. ông mà không không ngoài nắp là cả lũ bị vồ chết đấy. Đây Chica nhá, Chica cam 7 tức là gần ngay gần chỗ trước trước cửa nhá. Chờ cứt. Khi nào đeo mặt nạ thì bảo nhé. Thật nay một ông cứ đeo mặt nạ mãi nữa. Còn Bonnie thì ở cam 4, tức là ngay trước cam 7. Chết rồi, ấn không ấn Bao nhiêu được. pin này? À đây rồi. Còn bao nhiêu pin này? Chỉ ca ngay trước cửa hay sao ấy. Cửa nào? Trước mặt đấy. Trước mặt nó không vào đâu. Chỉ có hai con. Ui. À, chỉ cả cam 1 ngay bên trái. Bắt đầu có tiếng rồi này. Ơi. Tiếng này gọi là từ FNAF à? Không biết à? Chị cả đi chủ ven, chị cả được ven, kêu bắt đầu đi. Chết rồi, Bonnie. Bỏ ra được chưa? Tắt đèn đi. Đội. Sao đây? Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi, quay Freddy trước mặt nhá. Chuẩn bị đội. Nó đứng trước mặt là đội luôn. Nó vào trong phòng này là đội luôn nhá. Ok. Mẹ đấy kinh quá. Chiếu cái thằng ở giữa nhiều vào. Đúng rồi. Sao mai không hết thế? Mày có 3 giờ sáng thôi. Cái gì? Sao rồi? Chết rồi.
hai con này. Đâu, nó không vào đâu. Chi cả không vào. Kia quay đi kia. Quay. Quay hộp đi kìa. Quay hộp đi kìa. Cả nơi quay hộp đi. Ôi trời, sợ phải. Quay ra bấm liên tục hai bên. Đổi. Đấy, hình như ông chạm vào người nói sao ấy. Sao tôi lại chết được? Tại vì ông chạm vào người nói sao ấy. Thế ông đứng xa quá. Sao tôi chết được nhỉ? Ông đứng xa quá. Xa là sao? Tức là ông đứng ở ngay người nó luôn này. À. Ngay ông chạm luôn vào người. Nó đứng ở đây à? Đứng ngay trong giữa phòng. Tôi thành ma rồi. Để tôi đi xem nhá. Bonnie ngay bên. Bonnie đang gần ven nhá. Nãy là Freddy. Bonnie vào trong ven rồi kìa. Bonnie vào ven rồi kìa. Bonnie bên phải. Đừng đội nhá, khi nào nó đứng hẳn gần. Ngay gần đây mới. Freddy trước mặt kìa. Con. Ude. Tôi chết nhảm vậy. Đứng gần. Đi ra chết cao. Không làm việc mất. Eo ơi. Nãy giờ trên được cứ lắc lắc. Bấm nó cũng là không bật. Một lúc sau nó mới bật. Nãy tôi bị Freddy giết à? Chuyện nay một đã có Freddy rồi. Hỏi chấm luôn. Đừng ra đâu à kìa. No, bị deceased rồi. Employee pay có $6. Bỏ cái mạng rồi. Điệp 5 nó kinh mẹ. Xong rồi lại quay về 5-1. Cũng được. 5-3 sợ. Nhìn kinh lắm ấy. Nhìn nó kiểu tồi tàn ấy. 5-3 nhìn tồi tàn cực. Nghĩa biết 5-3 làm gì à? Sửa điện này. 5-3 là nó sẽ có 3 cái sửa. Nó một là sửa ventilation này. Sửa audio này. Với cả sữa gì nhá. Cái đấy lúc nào mà sửa? Khi nào nó hỏng. Nó hỏng nó sẽ báo ông phải sửa. Đợi tí cho xem nào. Ventilay. À, đây tôi nhớ rồi. Một là có audio này. Hai là camera này. Ba là ventilation. Thì cái camera là khi hỏng thì ông sẽ không xem được cam, ông phải sửa. Cái thứ hai audio, ông mà hỏng audio thì ông sẽ không dùng được audio để ông dụ Springtrap đi chỗ khác. Cái thứ ba là ventilation mà hỏng thì ông sẽ bị kiểu bị tối om ấy, hỏng hết thông gió ấy. Bị tối. Chả biết thôi, nó cứ nhấp nháy nhiều là bị dọa, càng dễ bị dọa. Ăn đâu rồi, ăn làm gì ấy? Với cả là trong này có cả ven nữa.
Ven này ông điều khiển qua camera. Khi mà Springtrap đứng mất gần thì ông phải đóng ven trong đấy, đóng ven trong trên camera. Thằng Cam trong cái này thì thằng Cam mà thằng thằng phải điều khiển nhiều nhất. Cái này dựa vào Cam nhiều. Còn hai cái phần còn lại thì chơi multiplayer dễ hơn, phối hợp tốt thì chơi dễ hơn. Phần 4 cũng thế. À, tôi nó không quay hướng tôi đi nhỉ. Cảm đâu rồi tôi tắt. Sao?